Cảm ơn anh chị trở lại với Thoát Chứng Khoán. Thì hôm nay mình cùng anh chị là tổng hợp các thị trường ngày 1 tháng 9 năm 2021 và nhận định thị trường cái tuần sắp tới, đặc biệt là ngày 6 tháng 9 năm 2021 sau cái dịp nghỉ lễ. Thì cái đánh giá về cái phiên ngày 1 tháng 9 năm nay là thị trường duy trì vẫn là trong cái đà duy trì hồi phục anh chị nhé. Mặc dù hôm nay là test nhé, VN30 thì tích cực hơn, VN Index thì tích cực hơn VN30. Tuy nhiên nó vẫn trong một cái giai đoạn hồi phục khá là tốt. Ở giai đoạn này khá là nhiều các cái dòng cổ phiếu cũng hoạt động khá là tốt anh chị nhé. Thì hôm nay mình sẽ phân tích một số cái dòng bất động sản, chứng khoán, hóa chất, dịch vận tải và một số cái nhóm ngành khác nữa, ví dụ như là về thực phẩm này, về khai thác than, vân vân, một số nhóm khác. Thì lát mình sẽ cùng với các anh chị để review các cái nhóm ngành này, cũng phân tích với các anh chị một số các cổ phiếu mà cho cái điểm mua bùng nổ trong cái phiên ngày hôm nay ngày 1 tháng 9, và chia sẻ phân tích với anh chị điển hình một số cái cổ phiếu mà dự kiến trong thời gian sắp tới nó có khả năng chạy về trên di động VES, CSC và HTG anh chị nhé. Thì nội dung thông thường hàng ngày ấy, về cái nguyên tắc của Thao Chứng Khoán ấy, là đi từ tổng quát đến chi tiết và theo nguyên lý top down, và đi từ thị trường chung, là xong đến các cái nhóm ngành mạnh nhất này, sau tìm các cái cổ phiếu mạnh nhất, cổ phiếu bùng nổ và đánh giá phân tích các cái cổ phiếu theo ngành nghề. Thì đây chính là cái nội dung mà phân tích các cái chia sẻ về các cái cổ phiếu mà các anh chị đang nắm giữ trong danh mục của các anh chị ấy, và chia sẻ các cái cổ phiếu kiệt cung. Thì chi tiết thì các anh có thể download, chị download trong cái file Excel nhé, xem trong cái file Excel download ở trong cái nhóm Zalo. Anh chị có thể quét ở bên phía tay trái thì có cái mã code đấy, thì các anh chị join vào nhóm và mình cũng sẽ phân tích mấy cái trường hợp điển hình cho các anh chị mấy cổ phiếu cho điểm mua cũng như là sắp chạy. Mục đích cái này ở đây thì các anh chị cũng hiểu là nó không phải là phím hàng nhé, mà nó là chia sẻ cái quan điểm tiếp cận đầu tư nhé. Thì các anh chị xem qua cái việc phân tích này thì các anh chị sẽ hiểu và nâng cao được cái tay nghề của mình trong cái việc là phân tích cổ phiếu, và tự mình sẽ làm chủ cái việc phân tích đó thay vì mình nghe ai đó phím hàng hoặc xúi giục. Thì hoàn toàn đây là những cái cơ sở rất là khoa học từ các cái phương pháp điển hình về Ken Slim cũng như là VSA anh chị nhé. Thì đối với những cái màu xanh này thì mình sẽ phân tích, còn những cái màu trắng này thì các anh chị xem cái Excel. Thì đối với thị trường chung á, thì các anh chị thấy là VN Index cái hôm 1 tháng 9 này này, vì là nó test nha anh chị nhé, tuy nhiên kéo lên tăng 0,2%, cơ bản là kéo lên nhẹ nhàng, kéo lên khá nhẹ nhàng, không mạnh, khối lượng thì mức trung bình. Như này thì nó vẫn là một cái giai đoạn hồi phục anh chị nhé, khi mà chúng ta bắt đầu thấy đáy ở phía này này đấy. Thì từ hôm đấy thì 24/8 thì nó vẫn xu hướng một cái tiểu trend hồi phục anh chị nhé. Tuy nhiên lên đây nó sẽ có cái việc là rung lắc ở trên này này, bởi vì rất nhiều nhà đầu tư người ta sẽ chốt lời trên này, hoặc là người ta sẽ cắt lỗ đối với những nhà đầu tư vẫn mắc ở trên này này. Và thứ hai, đây là một cái vùng kháng cự mạnh cho nên nó sẽ rung lắc ở đây, thì chúng ta phải xác định cái việc đấy đó. Thì để mà chúng ta làm gì để chúng ta có cái chiến thuật đánh cho nó phù hợp, hạn chế mua những cổ phiếu bùng nổ, chúng ta nên mua những cái cổ phiếu kiệt vốn sắp chạy, chúng ta đón đón trước, thăm dò các cái vị thế phù hợp đấy, thì nó sẽ tốt hơn. VN30 cũng vậy nhé, VN30 thì cũng đây là cái ngày đáy này chị này. Cái phiên này là cái phiên mà rũ xuống như kéo lên, phiên này rũ xuống kéo lên, nhưng mà thực tế đáy thì nó là cái ngày này nhé. Đấy là ngày này nhé. Thì các anh chị cũng phải rất là cảnh giác, mà nếu mà cái thị trường ạ, hiện nay VN Index thì đang là đẹp hơn VN30, nếu mà nó thủng cái này này, tức là nó test mà thủng xuống á thì là sẽ là rủi ro, nó test xuống thế là rủi ro, nhưng mà như thế này thì vẫn vẫn ổn anh chị nhé, vẫn là trong một cái xu hướng hồi phục sideways thôi, không vấn đề gì nhé. Ok, thì đi vào các cái nhóm ngành mạnh nhất thì mình sẽ trở lại cái file Excel để chia sẻ cho anh chị. Nhóm ngành mạnh nhất thì bao giờ nó sẽ có những cái tiêu chí, thứ nhất là nó sẽ là nhiều cổ phiếu mạnh nhất thuộc cái nhóm ngành đấy. Thì anh chị nhìn đây, anh chị thấy là các cái nhóm với nhiều cổ phiếu mạnh nhất như ví dụ như là bất động sản này, bán lẻ tổng hợp này, chứng khoán này, bảo hiểm này, dịch vụ vận tải này, hóa chất cơ bản, hóa chất chuyên dụng này. Đó, những cái này thì các anh chị xem lại các cái bản tin hàng ngày thì đều nói đến cái nhóm này, không phải hôm nay nó mới tốt nhé. Mình nói rồi, các cái nhóm cổ phiếu kim cương của các cổ phiếu kim cương á, thì nó đã lộ thiên từ rất là lâu rồi. Các anh chị xem lại các cái video trước, các anh chị thấy cái khai thác than, nông thủy sản này. Đấy, thì đây là rất là khá nhiều nhóm nhé. Khi thị trường khá nhiều nhóm, đặc biệt xây dựng này khá là ổn nhé. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai, các anh chị có thể nhìn các cái cổ phiếu bùng nổ. Đấy, các cổ phiếu bùng nổ. Đấy, các cổ phiếu bùng nổ nó khá là mạnh. Ví dụ hôm 1 tháng 9, hôm nay là mùng 2 rồi, đáng nhẽ là mình làm cái video là ngày hôm qua, nhưng mà hôm qua có tí việc. Ví dụ một số cổ phiếu về dịch vụ bất động sản này, một loạt cổ phiếu chứng khoán này, dịch vụ vận tải hôm qua tiếp tục nổ lại nhé, nổ lại nhé, khai thác than này, thực phẩm, vận tải biển, các nhóm vận tải biển nhé, VNA này, VHP này khá rất là đẹp nhé.
Đấy thì các chị thấy nhé, đấy là một đánh giá cổ phiếu mạnh. Các chị xem cái ngày đấy gần nhất là ngày 24 này, thì xem các cổ phiếu nào mà tăng nhiều hơn thị trường. Các anh chị em thị trường là index là thằng index là tăng 0,28% và thằng VN30 là 0,6%. Thì các chị thấy những cái dòng nào mà tăng mạnh hơn theo mình là ví dụ là cứ 3% trở lên đi. Đấy thì là mạnh hơn thị trường. Đấy, cứ tư duy theo cái cách gọi là thống kê như này thôi thì các anh chị sẽ thấy nó rất là dễ, bởi vì cổ phiếu đẹp thì nó không phải đẹp trong một ngày. Đúng không? Các anh chị thấy vào cổ phiếu đẹp bao giờ nó đẹp trong nhiều tháng, nhiều tuần. Đó thì cứ cái tiêu chí đấy mà chúng ta mà theo thôi. Khi thị trường hồi phục, khi thị trường ngoi lên thì cái dòng nó ngoi hơn, mạnh hơn thì là mạnh hơn thị trường đấy. Bất động sản này, chứng khoán này, đấy, vận tải này, hóa chất này, nó cứ loanh quanh mấy nhóm này thôi. Vậy thì chúng ta được đủ cái cơ sở thì kết luận rằng là những cái nhóm này là nhóm mạnh hơn thị trường các anh chị nhé. Vẫn duy trì là như vậy. Đấy, thì bây giờ xem cái nhóm nào mà ngày hôm qua nó giảm nhiều á, các anh chị có thể xem này. Đâu nhỉ? Đây giá tăng giảm đây, các anh chị xem cái dòng nào mà giảm nhiều. Desgen này. Desgen không này, là âm đấy. Đấy thì những cái dòng này này có một số cổ phiếu này là có phải là lớn hơn không thì cũng không thể nói là yếu hơn được, nó chỉ là điều chỉnh thôi, nhưng các anh chị phải sửa nó, ví dụ giảm mạnh một chút đi từ 3%. Đấy, có dược phẩm nó qua điều chỉnh khá mạnh thôi, còn cơ bản là thị trường cũng tương đối ổn vì nó à. Đấy, phẩm một vài cổ phiếu bất động sản. Okay, nói chung thị trường không vấn đề gì, chị em nó là một phiên test thôi. VN30 thì nó sẽ xấu hơn nhé, câu chuyện mà thị trường và nhóm ngành này. Thì chúng ta thấy ở đây là bản chất là VN30, VN Index thì ok này. Như VN30 thì nó yếu hơn bởi vì khá nhiều các cổ phiếu VN30 nó cũng đang trong tình trạng cũng khá là mấp mé đấy. Mấp mé ở đây là gì? Tức là nó là mấp mé cái nền giá để chúng ta thấy rằng nó sẽ là tích lũy quay lại được hay là nó phân phối. Ở trong giai đoạn sắp tới thì mình thấy là nếu thị trường đoạn này mà sống được qua đoạn này nhé, mà đi lên theo đúng cái đúng nghĩa sideways mà chạy lên được thì sẽ có một cái sóng rất rất lớn. Còn nếu không có là nó cũng sẽ sập đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta nhìn vào các cổ phiếu VN30. VN30 nó không phải là đã theo cái nhóm ngành nghề, nhưng nó là một cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và chiếm một tỷ trọng rất lớn đối với các chỉ số index. Cho nên khi mà nó giảm rất mạnh thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường chung anh chị nhé, là VN Index ấy. Cho nên chúng ta thận trọng cái việc đấy. Cho nên tại sao mình cũng chia sẻ với anh chị là chúng ta ưu tiên đánh các cái nhóm ngành mạnh. Thì các cái nhóm cổ phiếu kim cương này, thì nó là các cái cổ phiếu nó giống như trong Excel này, nhưng mà thậm chí nó còn mạnh hơn anh chị nhé, nó còn mạnh hơn. Tức là hiện nay nó đang có dòng tiền vào, nó có dòng tiền vào. Cái nhóm này thì khá là nhiều, các anh chị nhìn đây thì có khoảng khá là nhiều cổ phiếu đấy nhé. Nhưng mà các cổ phiếu kim cương này thì mạnh hơn, bởi vì là nó đang bứt tốc khối lượng các thứ nó đang vào nhé. Thì các chị có thể theo dõi ở đây. Thì cơ bản những nhóm các nhóm cổ phiếu kim cương này thì nó cũng nằm ở các cái nhóm mạnh thôi, và nằm ở trong cái nhóm tốt lúc nãy thôi chị nhé. Nhìn thì bao giờ sẽ thấy là nó rất là mạnh nhé, các cái về về khối lượng, về thứ rất là mạnh. Đấy các chị nhìn này, rất là mạnh. Đấy mình có thể phân một theo nhóm ngành thì anh chị thấy này, ví dụ một số cổ phiếu rất là mạnh này. Sao đây đi. Ví như Tích này là cổ phiếu rất là mạnh này nhá, rất là mạnh này. Đấy. D2D này rất là mạnh này, dòng tiền vào dữ dội này, rất thoát này. Đấy. Đấy. Nhóm cổ phiếu mạnh này, kim cương này thì ở đây thì mình chia sẻ với các chị điểm gì, không phải để các chị mua nhé. Tức là không phải để mua đuổi. Nếu mà nó điểm mua thì chúng ta vẫn có thể mua mà không có chúng ta nắm giữ. Như ở đây để thể hiện điều gì chứ? Chúng ta đang nếu đang nắm giữ những cổ phiếu này thì đang rất là ổn, rất là ổn nhé. Làm cái thứ nhất, cái thứ hai là nó sẽ phản biện thêm cho cái việc nhóm ngành nó sẽ tốt. Đấy, như mic này là cả cổ phiếu rất tốt này. Hôm trước các anh chị nào mà mua cái điểm mua bùng nổ này này nhé, thì sau khi nó chạy này thì hôm qua nó là cái điểm test, chỉ sáng qua các anh chị mua vẫn được nhé, như này là vẫn ổn nhé, nó vẫn xu thế lên rất đẹp. Đấy, big này vẫn là dòng mạnh nhé. BWE này vẫn đẹp này, BTG này, đấy, Bamboo này rất là mạnh nhé. SG này thì là nó chưa rồi lắm nhé, nó vẫn có cái vùng kháng cự ở trên này này, nhưng mà dòng tiền nó vào rất là mạnh. Đấy, GMD giờ cổ phiếu rất là mạnh nhé, DVN rất là mạnh, DVT rất là mạnh nhé, dược phẩm ấy, AMV rất là mạnh này, DVN mạnh, VNP mạnh này, VNP đang chạy nước rút nha anh chị nhé, DPG rất là mạnh nhé, B nhé. Đấy, rất nhiều cổ phiếu rất là mạnh. VD này, VST này, VOC này. Đấy, chúng rất nhiều cổ phiếu mạnh, DVC này, AAV này. Chị thấy lọc này rất là hay, giống như chúng ta ở trên đỉnh núi ấy, chúng ta dùng ống nhòm. Chúng ta quan sát được chỗ nào chuyển động thì chúng ta sẽ rút nó lên để chúng ta xem.
Đấy thì khi ta xem thì ta sẽ biết là cái khu vực nào là khu vực tốt, nhóm ngành nào là nhóm ngành đẹp, sau chúng ta sẽ đi quan sát sâu hơn. Đấy, cái chị nhá, đây đây nhóm cổ phiếu này mình hay gọi là nhóm cổ phiếu kim cương thì rất đẹp. Thì các cổ phiếu bùng nổ thì các anh chị xem ở trong danh sách này nhé, danh sách này clear cái này đi, lọc lại từ đầu nhé, cổ phiếu bùng nổ thì như chị lọc cái nhìn thấy luôn thôi. Đấy, một số cổ phiếu bùng nổ này. Đấy, ok. Okay, giá các cổ phiếu theo nhóm ngành nghề thì bản chất đây là review danh mục cho các anh chị nhé, thì mình sẽ review nhiều ngành nghề, mình sẽ lọc lại đi. Lọc lại từ A đến Z này, chọn các cổ phiếu tốt nhất này, các cổ phiếu hướng lên, chọn các cổ phiếu tăng giá nhiều, ok nhé. Thì các anh chị nhìn này, ví dụ bán lẻ tổng hợp thì mình thấy như pet này ok này, anh chị nắm giữ ok, còn này cũng là sắp chạy nhé, ok nhé. FLT ok nhé, nó là bùng nổ nhẹ đấy, khối lượng thấp nhưng mà nó cũng là vẫn ok, mình xuống lên cái này đi. Đấy, DGW cũng thế nhé, vẫn xuống lên nhé. Phía di động này cũng sắp, nếu mà nó ổn thì nó sẽ có xu hướng chạy như vậy. Bản thân trong cái vùng này mình cũng không thể gọi được nó là tích lũy phân phối đâu, nó vẫn là trong một cái vùng sideways thôi anh chị nhé, nó vẫn là trong một cái vùng khu vực tắc nghẽn của nó. Thì ví dụ đây mua lại này, uptrend này, hai phiên này khối lượng thấp chả vấn đề gì, nó vẫn là điểm test thôi, này là một điểm test cũng có thể lên được anh chị nhé. Máy bất động sản thì có BI này, thì nắm giữ thì ngon nhưng không nên mua nữa, nắm giữ thì ngon. Đấy, FX này ok này, KVC nắm giữ ngon này, đây cái điểm mua bùng nổ nó đây. Đấy, IDG này xuống lên nhé, anh chị nắm giữ là không mua đuổi được nữa đâu, cổ phiếu này thì không mua được nữa rồi. Đấy, NTL này ok nhé, NTL thì điểm mua bùng nổ đây, các anh chị xem cái clip ngày qua thì còn nói đây là điểm mua bùng nổ, này là một phiên test thôi, không vấn đề gì. PDC này thì lên được nhé, xuống lên không vấn đề gì. Tích này thế này, tích này đây điểm mua ngày qua này, trước này đấy, vẫn xuống lên đấy chị nhé, đẹp. Nhóm bất động sản mạnh nhé. Đấy, lại thế này, CCL lại lên được này, Long Hậu này nhé, Long Hậu sau nhịp rơi này mua lại cân bằng khá tốt nhé, thì có thể nó sẽ tích lũy thêm ở đây, có thể sẽ tích lũy thêm ở đây, xong nó sẽ chạy thôi, không vấn đề gì. Đấy, DHD lại thế lên này, VCR này nhé, CR này kéo lên này, một điểm test này, test lại khối lượng thấp này. Cổ phiếu này thì ok nhé, vẫn ok nhé, nó hoạt động trong vùng này không, nó vẫn chạy được. Tech này ok nhé, nói chung cơ bản đóng bất động sản nhiều cổ phiếu ok. HTC này ok này, HTC này vẫn là trong nền đấy anh chị nhé, khối lượng nó đang thấp lại thì nó sẽ chạy nhé. Đấy. Nam Long cũng thế nhé, Nam Long khối lượng kiệt rồi, nói chung nó là sóng bất động sản đấy, đây là nền một này, đây là nền hai này anh chị nhé. Đấy, nó sẽ chạy. VC3 này vẫn chạy này, mặc dù là khối lượng của nó đây thì nó không rõ nét là mua hay bán. Ok. ASM này. Ok vẫn lên, nói chung là nhiều cổ phiếu lại lên, mấy cổ phiếu này kênh dưới thì bỏ qua nhé. Như này là cổ phiếu kênh dưới. Về bảo hiểm anh chị thấy này. Đấy, mix thì ok nhé, rất là đẹp. Mix đẹp này. Cạnh đẹp này. DMI này thế nhá, ok nhé, ba phiên kéo lên là đây một uptrend, cái thông sao như bán ra rút lên ok nhé, được. Đây các anh chị, đây là cái vùng tích lũy của nó này, bây nó chỉ cần bứt thoát qua cái vùng này nó sẽ chạy thôi nhé. Đấy, ok này, chứng khoán thì vẫn ok nhé, trong cái nhóm mấy cái nhóm mạnh được trước chứng khoán vẫn duy trì khá là tốt. Mấy cổ phiếu như là đẹp nhất là như này, APG này ok nhé. Các anh chị cứ nhìn cái cổ phiếu nào mà có một cái nhịp một mà nó chạy rất ngon á, có thể chạy rất ngon mà thành thành công rực rỡ thì sau khi nó tích lũy lại thì cái khả năng chạy của nó cũng rất là ngon nhé. Thì đó là một cái tiêu chí mà các anh chị có thể dùng để chọn các cổ phiếu tốt nhất, tức là các cổ phiếu tốt nhất nó tốt ở nhịp này á, thì nó đã tốt ở nhịp trước rồi. Giống như bạn nào mà học sinh cấp 2 mà học sinh giỏi á, thì cấp 1 đa phần học sinh rất giỏi, các bạn nào mà học cấp 1 mà rốt mà cấp 2 giỏi thì là cũng có nhưng ít hơn nhé. Thì đó là những cái tiêu chí mình có thể nhìn thấy mức từ đó, tự nhiên VDS này ok này, rất là đẹp. Đấy, CTS này thì đây anh chị nhé, ok nhé, nó nhịp trước chạy rất là đẹp.
FTS lại đẹp này, APS nhé, EVS lại đẹp này, mấy cổ phiếu này ổn nhé, trà HTM này ok nhé, khối lượng trở lại này, đấy, có chút gió đông nữa thôi là nó sẽ lên anh chị nhé. Tức là thị trường nếu mà đợt này mà không chết thì bọn bọn chứng khoán này sẽ chạy ngon, chạy thế nhé. Loại nhóm chứng khoán nó rất là mạnh, nó dịch vụ vận tải này thì ngon rồi đúng không? Cái này anh chia sẻ với các anh chị từ rất là lâu rồi nhé, ít nhất là từ cái ngày mà kể cả khi mà nó sóng rơi này, khi mà review với các anh chị thị trường là bản thân mình cũng có chia sẻ rồi, là cái nhóm dịch vụ vận tải này nó rất là mạnh, nó rất là mạnh. Thứ nhất là cái vị thế nó không rơi là một, cái thai nó đã có một nhịp chạy ở trước đó rồi, và khi nó rơi nó đều kiệt vôn, mình cũng chia sẻ rất là lâu rồi, đây không phải hôm nay mình nói, rất là mạnh đấy, nó đều lên hết. SLP nhé, HLP đều ok nhé, ILB này siêu cũng thế nhé, GMD lên nhé, chung nhóm này đều lên hết anh chị nhé. DCA cũng thế, DCA đây là điểm mua này. BSC này nhé, cũng khối lượng kẹt lại rồi nhé, nó vẫn trong cái vùng này thôi, cũng không nói là phân bố tích lũy nhưng mà nó cũng ok đó. Thì một nhóm vận tải, các anh chị một nhóm vận tải này là nhóm mình cũng nhắc rất là nhiều từ trước rồi, là nhóm nhóm hóa chất, xin lỗi, nhóm hóa chất chuyên dụng và hóa chất cơ bản nhé. Cũng này cũng nói với các chị là trong ba cái nhóm mà mình chia sẻ lúc thị trường vẫn rơi ấy, là sẽ có ba cái nhóm mà chạy được trước là hóa chất chuyên dụng này, hóa chất và dịch vụ vận tải là ba cái nhóm hàng đầu. Đấy, DCM này, DPM này, đấy, lên hết nhé các chị nhé. BFC nằm rất ok nhé, VNP này chị nó giúp đấy, GDV này, các chị nắm giữ những cổ phiếu này thì cứ yên tâm thôi, không phải vội gì cả nhé. VLC thế, nắm giữ những cổ phiếu này thì các chị đừng có đánh theo cái cách 3T4 mà chúng ta phải đánh theo cái, chúng ta xem các cái quy luật, các cái đặc tính của các cái cổ phiếu thành công á, thì để chúng ta có những cách bán nó phù hợp nhá, chứ đừng có mua bán theo kiểu T3 T4 là nó rất là phí cổ phiếu. Các anh chị thậm chí các anh chị đang nắm một viên kim cương, các anh chị ném đi xong lại nhặt về mà hoàn than đấy, cho nên phải rất là cẩn thận. Nắm những cổ phiếu kim cương này thì phải rất là cẩn thận nhé, rất là mạnh. Đấy, các chị nắm những cổ phiếu này thì không phải nghĩ đâu. Nhiều bạn cứ bảo phải đi tìm những cổ phiếu yếu để sao cho nó đẹp. Điều đó là có nhưng mà là không. Nhưng mà cái xác suất để một cổ phiếu đẹp nó đẹp lên, đẹp tiếp tục đẹp cao rất là nhiều so với việc tìm một cổ phiếu xấu. Đây là Đức Giang rất là mạnh, đúng không? Cổ riêng cổ phiếu Đức Giang này mình kiếm được mấy nhịp ở đây rồi mà nắm giữ hai cái nhịp sau đây, cầm cái nhịp này rất đẹp. VLP này thế này anh chị nhé, ok nhé. Đây là một uptrend này, bán ra nhưng mà khối lượng không cao như này thì vẫn không vấn đề gì nhé, nó có thể nó sẽ tích lũy thêm thôi cũng không vấn đề gì. Đây là nền cũ của nó này, nói chung là ok chị nhé. Với cái nhóm này cũng mạnh này, các nát thang với cổ phiếu chạy cũng tốt này, 6 này, DVD này cũng đẹp, nắm giữ là ok nhé. TT như thế này nắm giữ là ok. Cái nhóm ngân hàng thì yếu hơn nhé, cái nhóm ngân hàng nó đang ở phần mé dưới của cái vùng này này, ví dụ điển hình cho các anh chị xem này, sau khi nó rơi nhé thì nó đang ở cái vùng mấp mé ở phía dưới của cái hỗ trợ này. Chị có thể thấy rất nhiều ông vào đây hô thị trường sắp sập, sắp sập. Thực ra thì nó đang ở mức rủi ro thôi chứ không nghĩa là sắp sập. Nhìn đây mà nói sắp sập được thì là không đúng. Bản chất là nó đang có hai cái tình huống xảy ra và cái tình huống rơi nó cũng khá là cao. Nhưng mà khi nó kiệt vôn như thế này nó vẫn có một cơ hội hồi phục. Cho nên là cái việc của chúng ta suy diễn và chúng ta hô hào là sập hay không sập đó, đấy là cái cách tiếp cận rất là sai. Bản thân chúng ta nhiều khi nhé phải dùng hai cái thái độ để nhìn với thị trường chứng khoán. Có thể là chúng ta nhìn dưới góc độ suy diễn và thứ hai là chúng ta phải nhìn dưới góc độ rất là trung lập. Bản thân chúng ta chỉ nhìn thấy nó như thế và nó là như thế thôi, chứ đừng có áp những cái suy nghĩ hay cố để phán đoán người là người kia như thế nào. Bản thân đấy là cách suy diễn, nó có thể đúng và nó có thể sai, nhưng mình phải duy trì hai cái thái độ đó, hai cái cách tiếp cận nhìn nhận vấn đề như thế thì nó sẽ là giữ cho cái mình nó tính trung lập và ổn định cao như vậy nhé. Viễn thông thủy sản này rất là mạnh này, rất nhiều cổ phiếu mạnh này, VHC ok nhé. Đấy, một số cổ phiếu về rất là nhiều cổ phiếu cũng đẹp nhé anh chị nhé. Về vật tài biển anh chị thấy rất đẹp rồi, đúng không? VNA này quá đẹp rồi, qua nó vẫn là một điểm mua nhé, nó là một điểm mua bùng nổ đấy. Đấy, VOS này rất đẹp nhé, VHP này, VTO này rất đẹp, ok anh chị nhé. Đó là các cái review một số nhóm ngành nghề. Số lượng cổ phiếu kiệt vôn này là các anh chị thấy trong cái quá trình mà cổ phiếu nó tích lũy hoặc nó chạy ấy, thì nó sẽ có những giai đoạn mà nó nghỉ ngơi, nó tích lũy, nó test các cái điểm, test xem nhà đầu tư nhỏ này có
còn giữ cổ phiếu hay không thì anh chị có thể xem trong cái file Excel nhé, trong cái có này đấy, cột này này đấy. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ với chị một số cổ phiếu mà cho cái điểm mua bùng nổ nhé, như là CTS, HAH, TCL và VNA. Rất nhiều người nói là các cái điểm mua bùng nổ là cái điểm chết. Thực ra là phải như thế, nói như thế này này, mình chia sẻ với anh chị một điểm là tất cả những cổ phiếu thành công thì nó đều có điểm mua bùng nổ, nhưng mà không phải tất cả các điểm mua bùng nổ đều thành công đấy. Thì cái hay của một cái người mà nhiều kinh nghiệm hơn là một cái người ít kinh nghiệm là người ta sẽ nhìn ra được là cái xác suất của cái điểm mua bùng nổ nào cao hơn so với các cổ phiếu khác. Do vậy là mua bùng nổ nó cũng là một điểm mua rất là tối ưu trong trong case slim của O'Neil đấy nhá, cho nên là mình không thể chê trách nó được, chẳng qua cách mình chọn sai thôi nhé. Đó là một cái điểm chuyển chuyển hóa về về chất anh chị nhé, nó chuyển về lượng, nó chuyển về chất, ví dụ như CTS, HAH đấy các anh chị này, CTS này đấy các anh chị này. Và chất nó là một điểm mà nhé, mặc dù khối lượng không được hài lòng cho lắm, tuy nhiên là đây là tại sao mình nói là được, bởi vì cái dòng chứng khoán nó khá là mạnh, dòng chứng khoán nó khá là mạnh nhé. Thì ở đây thì nhìn đây thì nó là một cái điểm mà thoát khỏi cái mức tắc nghẽn của nó, khối lượng vào thì đây bản chất nó là điểm bùng nổ nhé, HAH nhé đấy các chị. Không phải chắc chắn 100% những điểm mua bùng nổ được thành công, nhưng mà các cổ phiếu thành công thì đều có điểm mua bùng nổ, anh chị nhìn thấy bao giờ nó cũng có nhé, kể cả HAH hay cái gì nó cũng thế đây nhá. Các chị nhìn bao giờ nó cũng có, nó có những điểm ở đây, các chị nhìn này, mình cốt cái tam giác màu xanh này này, đấy là những điểm này, khối lượng này là những điểm tăng giá và khối lượng, hoặc màu vàng nhé, màu vàng thì khối lượng ít hơn, nhưng bao giờ nó cũng có. Các chị nhìn nhìn đoạn này cũng có này, nó là tất lẽ dĩ ngẫu rồi nhé, nó tất lẽ dĩ ngẫu để thấy rằng Ken Slim nó sống ở trên thị trường bao nhiêu năm. Cho nên là cái này mình không không chẳng qua là do mình chọn sai thôi. Ví dụ mua những cái điểm này này, sau chúng ta bảo chúng ta mua Ken Slim thì đương nhiên chúng ta sai rồi, bởi vì chúng ta mua ở giai đoạn nó chạy nước rút đấy. Thì ví dụ HAH là một điểm mua nhé các anh chị. Ở đây thì đây là không phải là việc phím hàng, mà đây là chia sẻ cho anh chị về quan điểm đầu tư để chúng ta hiểu hơn về cái đặc điểm của các cổ phiếu thành công nhé, CTS, VNA, CTS đấy. Thế nha anh chị nhé, nó là điểm mua nhé, VNA, chứ không phải là xúi các anh chị mua để các anh chị mua hàng giá cao đâu nhá. Chúng ta ở đây những cái điểm này là mua cao và sẽ bán cao hơn nhé, VNA. Đấy, một số cổ phiếu các anh chị có thể theo dõi như là Thế Di Động và Pet, mấy cổ phiếu ở trong nhóm bán lẻ đấy. Đây có hai cổ phiếu trong nhóm bán lẻ, hai cổ phiếu ở trong nhóm bất động sản đấy, các anh chị thấy này. Và thế đây nó là cái vùng vùng sideways của nó nhé, thì khi khối lượng nó kiệt và test lại khối lượng thấp thì nó có khả năng nó chạy tiếp nhé. Và khi bao giờ nó có một cái điểm mua bùng nổ phía trên này này mà nó thành công thì nó sẽ tương tự như nhóm bốn cái cổ phiếu lãi mua bùng nổ, thì các anh chị nhìn thấy đây nó là một cái cổ phiếu mà chúng ta có thể quan sát nhé. Vét này, vét lại như thế này thì nó thoát rồi nhé, thoát rồi, đây nền một đến nền hai các anh chị thấy nó thoát rồi, nhưng nó là điểm test khối lượng nó cũng kiệt như này thì ok nó cũng sắp chạy được nhé. Thứ hai là CSC gì đấy đúng không, đấy, CSC là tương tự Thế Di Động nha chị nhé, đấy đây điểm của nó nhé, quan sát thôi, nhưng cổ phiếu này quan sát. Và cổ phiếu gì nhỉ, HDG, HDG, HDG đấy, HDG là cổ phiếu điểm các anh chị nhé, đấy theo dõi quan sát cái cổ phiếu này. Ok thì các anh chị có cái câu hỏi nào hoặc là quan tâm muốn phân tích các cổ phiếu nào thì các anh chị có đặt các câu hỏi thì mình sẽ giải đáp. Ok các anh chị đừng quên subscribe kênh anh chị nhé. Ok cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị nghỉ lễ vui vẻ, chào tạm biệt.